Xin chào các bác nhé, hôm nay em về lấm lim xanh. Hàng lấm lim xanh này là rất chi là tốt cho những người bị mắc bệnh ung thư, khối u hoặc là những người bị bệnh hiểm nghèo, rất chi là tốt. Cái này nó ngăn ngừa tế bào ung thư của phát triển và đặc biệt là làm tiêu u. Và lấm lim xanh này thì hôm nay em giới thiệu là được lấy từ ở Quảng Nam, quê hương của lấm lim xanh là từ Quảng Nam. Cái loại này các bác có thể là sắc nước uống, thái nhỏ ra về sắc nước uống hàng ngày, hãm nước uống, điều trị cao huyết áp, tiểu đường, giảm lão hóa, ngăn ngừa tế bào ung thư, làm da đẹp, giảm béo. Cách dùng thì rất đơn giản thôi, 3 ngày đầu các bác uống một ngày 2 lít nước, rất chi là tốt cái loại này. Em hàng đấy em vừa về, có nào có thì hãy cần thì hãy inbox hoặc là alo cho em. Hàng của em rất chi là to, đây mũ của nó là rất chi là to. Loại này hàng VIP đấy. Số điện thoại các bạn liên lạc em là 0978 410 059. Hàng em rất chi là về, hàng rất chi là đẹp to nhé các bạn nhé. Ai cần hãy inbox em nhé, lấm lim xanh nhé, hàng rất chi là đẹp to.